vụt tắt. Thành phố 5 giờ chiều vội, đổi nắng. 6 giờ, màu đèn đã tràn ngập như màu nắng trên khắp các nẻo đường. Nhưng chúng chẳng còn mấy ấm áp nữa. Rồi đột ngột, từng dòng xe hối hả chạy về cái mái ấm của chúng. Đó cũng là lúc câu chuyện của chúng tôi bắt đầu. Từ màn đêm, mọi thứ đang dần dần thức dậy. Có lẽ hôm nay là một ngày u tối nhỉ? Đối với tôi là như thế. Tôi vẫn thích tưởng tượng ra ban ngày ở thành phố, khi trong giấc ngủ của tôi sẽ nghe những tiếng chợ búa tấp nập rộn rã, tiếng còi xe và những tiếng tạp âm khác. Trời ơi, đã đến giờ đi làm rồi sao? Hơi mệt quá, tôi muốn ngủ thêm chút nữa. Rồi, tôi dậy ngay đây. Sao cứ phải hối hoài vậy? Ngày nào cũng vậy. À, quên nữa, tôi xin tự giới thiệu. Tôi, một cái chỗ quét rác tầm thường, xù xì và xấu xí đến không thể dùng một từ hoa mỹ cho chính mình. Tôi lang thang khắp các con đường, khu phố, những khu chợ và lúc nắng đã tắt hoàn toàn và mọi hoạt động của Sài Gòn đi vào trạng thái nghỉ ngơi. Tôi vẫn nghe người ta nói đến mặt trời, thứ ánh sáng đẹp đẽ và ấm áp nhất. Có lẽ mặt trời của tôi là đây. Chúng rạng rỡ giữa màn đêm, tỏ đường cho những bước chân mưu sinh cô ấy và tôi. Bạn có biết đó là tiếng gì không? Đó là tiếng những cành chổi khô của tôi đang đều đặn chà sát trên mặt đường một cách chậm chạp. Âm thanh dường như đánh vào cái không gian tĩnh lặng và cô đơn của đường phố, đánh cả vào đôi mắt của ông ấy. Ông ấy và tôi làm sạch lại mọi thứ, đánh bong con đường, may cho nó một bộ áo khác để đón chào một ngày mới. Tất cả những việc nặng nhọc ấy được trả bằng những đồng lương ít ỏi mà ông ấy dùng để trang trải cho cuộc sống gia đình mình. Đôi tay gầy guộc, cứng cỏi, đưa đều tôi theo từng nhịp, tạo giữa bầu trời đêm một thứ âm thanh thưa thớt và lặng lẽ. Một thứ hơi ấm nhỏ nhẹ truyền cho tôi một sức mạnh thần kỳ đến lạ. Thứ hơi ấm vội đến lại vội đi, chập chờn một cuộc đời chẳng lâu gió tuyết thay đổi. Tôi lướt nhanh dưới những ánh đèn, cũng như ông ấy, lướt giữa dòng đời một cách trong vắng, không nơi dừng chân, cứ thế đi, đi mãi, đến những cái mong chờ, những hy vọng mà ông ấy đang ấp ủ cho bản thân mình. Tất cả chỉ còn lại con đường, lũ rác bẩn thỉu, tôi và ông ấy, và một mảnh đời bơ vơ sự khoảng không này. Trở nên thật huyền bí và lộng lẫy mỗi khi màn đêm buông xuống. Có lẽ sự hiện diện của tôi vốn không còn cần thiết nữa. Ừ, Sài Gòn thế đấy. Liệu có ai nhìn thấy tôi? Nặng nề, mệt mỏi, cô đơn. Có lẽ bà ấy cũng vậy. Đây là tôi, cũ kỹ và tồi tàn. Cũng đã hơn 10 năm rồi gắn bó với bà ấy. 8 giờ dắt xe rồi rảo dài trên những con đường mệt mỏi. Đôi tay chai sừng nắm chặt tôi, gồng mạnh, mỗi khi trên lưng tôi hai bao tải nặng trịch.
cũng như bà đã phải gánh cả cuộc đời trên đôi vai của mình. Đôi mắt hiện lên cuộc đời của một con người. Đôi mắt họ phản ánh lên nỗi đau của số phận. Nó trong trên lận đận không lối thoát, cứ mãi lẫn quẩn trong vòng quay của cuộc đời. Họ, những con người lầm lỗi, không biết bao giờ mới có thể ngước mặt lên được. Họ vốn hiền lành, chất phác, bởi hoàn cảnh, thời gian đã làm họ chai liền trước cuộc sống. Số phận hiện ngã đã đưa đẩy họ lận đận với cái nghèo, nó bám dính lấy gia đình của họ. Bao giờ mới có thể thoát ra khỏi cái hiện thực cơ cực này? Con xin trời Phật, xin trời Phật hãy giúp cho con. Ê, giấy giò đưa ông một tờ coi. Tôi, đây là tôi, nhỏ bé, mong manh. Chúng tôi không có quyền quyết định. Cuộc sống của tôi và của họ phụ thuộc vào cảm xúc dịu đoán của con người. Dừng lại. Họ nhìn tôi với khao khát. Họ giấu niềm mong ước rằng tôi sẽ không ở đây trên tay họ. Tôi vốn là những tờ giấy vô nghĩa, nhưng sự ra đi của tôi đem lại cho họ chén cơm khi đêm đến. Sài Gòn ơi, Sài Gòn dậy chưa? Nhanh lên nào, để chúng tôi còn được nghỉ ngơi, để chúng tôi còn đi vào lãng quên, để chúng tôi còn được trốn khỏi những cái bon chen, tấp nập và ồn ào của Sài Gòn nữa chứ. Họ ư? Chắc họ cũng đã lạc vào bóng tối của dòng đời rồi. Sẽ chìm vào quên lãng thôi. Sự hiện diện của họ một ngày nào đó sẽ lu mờ dần theo thời gian và lu mờ trong cả ký ức của chúng ta nữa. Nhưng hãy để họ trong ánh nhìn của bạn, hãy lưu ý họ để ta biết rằng ta vẫn còn rất may mắn. Đôi khi hãy tự nhủ bản thân mình, hãy cố gắng lên vì những việc nhỏ nhất. Mặc dù khi bạn cảm thấy bạn đang ở nơi bất hạnh nhất của quả đất, hãy nhìn cuộc sống của bạn. Đừng vội vàng quá, cũng đừng thờ ơ quá. Hãy cứ đào kỹ và khoét sâu, bạn sẽ thấy được sắc màu. Shadows on the hills.
Catch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills. In colors on the snowy Now I understand what you tried to say to me. How you suffered for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now.